Hello quý anh chị. Mến chào quý anh chị quay trở lại với kênh Đức Ô Tô Cũ Sài Gòn nha. Lời nói đầu tiên thì em chúc quý anh chị một ngày mới tràn đầy năng lượng, may mắn và thật hạnh phúc nha. Thì trước mắt quý anh chị đây là một con Honda Civic. Honda Civic cái form cũ nè, bán cực kỳ chạy luôn quý anh chị. Và cái form mới hiện tại á, rất là nhiều khách hàng thích form cũ nên là mua xe lướt, mua xe đã qua sử dụng, xe cũ, đi ít, dùng bền, cam kết rõ ràng. Thì rất là nhiều quý anh chị đang tìm kiếm. Thì hôm nay bên em lại về một con Honda Civic bản GS nha. Đời 2019. Đi được 29.000 đấy. Đối với anh chị khách hàng á, cái form cũ nè nhìn rất là cắt, cá tính khác biệt và trẻ trung nha. Đây các bạn GS nè, anh chị xem dãy led nè, rất là sáng, rất là nét luôn. Biển số là biển số 65 ở Cần Thơ. Thì bên em sẽ hỗ trợ rút gốc sang tên toàn quốc nha. Quý anh chị yên tâm về hồ sơ pháp lý, tất cả các xe bên em bán ra đều cam kết chất lượng tuyệt đối đến tay quý anh chị nha. Đấy, xe thì vỏ zin theo xe, vỏ của bản GS là vỏ Michelin nha quý anh chị, mâm là mâm 18 nha, mâm 18 vỏ zin theo xe, bốn hành đĩa trước sau. Đấy, em quay cho anh chị xem, vỏ là vỏ zin nha, tầng thứ 43 của năm 2018 nè. Đấy, trang bị sẵn luôn mình, ốp tạm cửa, phim cách nhiệt và che mưa, đăng kiểm thì vô tư tháng 5 2023. Đấy, động cơ là 1.5 turbo cho ra công suất 170 mã, đi rất là tiết kiệm, bền bỉ. Đấy, xe thì không dành cho số đông, cho những anh trai chị gái đồ thích cái sự thể thao hơn. Đấy, cốp nè rất là sạch sẽ nha, còn nguyên keng nguyên zin hết, xe đi ít mà. Đấy, xe cua thì chưa hạ nha quý anh chị. Phần bô là giả cho mình 4 ống xả nha, nhìn rất là thể thao, rất là cá tính, cầm lùi cảm biến lùi đầy đủ. Đấy, gầm bệ là nguyên keng nguyên zin nha. Thì quý anh chị thắc mắc là xe ở miền Tây thì nó có bị dỉ sét không, thì em quay chính xác cho quý anh chị xem, xe còn nguyên keng, chưa có dấu hiệu dỉ sét nha. Cái sport này là dán cái anh chủ độ thêm nhau quý anh chị. Đây, bản GS. Cái phần này giả khí đông học nhìn rất là thể thao nha. Thường thì mua xe buýt về độ theo phong cách cá nhân cũng nhiều quý anh chị, chứ không có đi để cơ bản để xe zin, thường là độ thêm body kit đồ nhiều. Đấy, em dán cái giả gỗ nè, xi bích nhìn rất là sang nha. Đấy, cái phần gỗ nè dán thêm nè rất là sáng, lót sàn sẵn trần nguyên zin. Đấy, ghế da hàng ghế thứ hai da ghế đen chỉ đỏ và các mặt cận bóng nha, cửa gió điều hàng ghế thứ hai lạnh cực kỳ sâu luôn, lạnh quéo luôn. Đấy, có nhược điểm là chưa có cửa sổ trời nha anh chị. Đấy, nhưng mà không sao, xe đi thể thao mà trang bị cho mình cửa sổ trời thì cũng gọi là chi tiết dư thừa thôi. Đấy, ghế điện có sẵn ghế điện. Đây, ghế điện chưa có vị trí nhớ ghế, có cân bằng điện tử, bảo trì bảo dưỡng full lịch sử hãng, có thể nhắc bảo dưỡng thôi nha. Đây, tại Honda Auto Cần Thơ. Đây, cái phần giả gỗ nè, phần ốp gỗ thêm nhìn rất là sang nha, Civic. Đây, tay lái bộ lăng thì rất là mới luôn, keng cọp. Đấy, chủ đi rất ít, có lại chuyển số sau lăng nè, nghe nhạc nằm hậu cánh tay, ga tự động. Đây, lại chuyển số sau lăng, trang bị thêm cho mình cái cảm biến áp suất lốp luôn. Ô đô chuẩn 29.145 km nha. Xe bên em cam kết bằng giấy tờ nhân bản ô đô chuẩn nguyên zin nha. Đấy, thì tự động, gạt mưa tự động, màn hình thường thì em thấy trên Civic là sử dụng màn hình zin theo xe là đủ rồi, vô tư dùng, nghe nhạc nằm hậu cánh tay, xem phim, lướt web, dẫn đồ rồi đầy đủ luôn, vô tư. Để nổ start up, điều hòa tự động hai dùng độc lập. Đấy, số tự động, phanh tay điện tử, auto horn, có độ eco tiết kiệm luôn. Đấy, nói chung mua Civic về thì sẽ còn độ thêm, còn đi theo phong cách cá nhân hóa của anh chị thêm, chứ không mua đơn thuần về là mua về sử dụng nha. Civic mà sẽ không dành cho số đông, nhưng mà bán cực kỳ chạy nha. Đấy, bán cực kỳ chạy luôn, các anh nam chị nữ rồi đi độ theo phong cách cá nhân là chính. Rồi, nếm đi vào phần nắp capo cho anh chị xem nha, máy móc. Rồi, mình cùng tiến vào phần nắp capo, máy móc, coi máy móc động cơ. Đây, anh chị xem, xe bên em đang đề nổ luôn nha, ốc ác keo chỉ mới nói là nguyên zin nha. Tất cả các xe bên em bán ra đều cam kết chất lượng tuyệt đối tay quý anh chị, xe không đâm đụng, tai nạn thì kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, bao test hãng toàn quốc. Nếu như quý anh chị ở xa thì xem được video này, ân lô cho em Đức, xong em Đức chỉ đặt cọc cho em, xong giao xe xuống tận nhà kiểm tra test hãng đồ đầy đủ rồi trước khi hả phun tiền nha. Thì bán xe phải giữ uy tín rõ ràng, để xe chắc chắn này, cam kết là giấy tờ nhận bản chứ không nói mẹ nha quý anh chị. Anh chị xem ốc ác nè, dây cua gò đang quay vô nha, máy nổ cực kỳ êm luôn, động cơ 1.5 turbo
cho công suất 170 mã thì rất là tiết kiệm nha. Đấy, dòng tổng thể cho quý anh chị xem, máy móc nguyên keo nguyên zin nha. Thì cái thằng này có thể bụi thì bên em sẽ spa dọn rửa trước khi bàn giao tay quý anh chị nha, bụi bặm. Đấy. Rồi. Rồi. Nếu như quý anh chị có quan tâm vô lòng liên hệ cho em Đức nha, số điện thoại em là 0889922878. Honda Civic bản GS đời 2019. Trời, đi được 29.000. Đấy, nhập Thái. Xe thì chắc chắn rồi, tất cả các xe bên em bán ra đều cam kết chất lượng tuyệt đối đến tay quý anh chị, xe nguyên keng nguyên zin. Đấy. Nước sơn thì liền lạc đồng màu từ trước ra sau, vỏ zin theo xe, 4 vỏ Michelin. Vỏ zin nha, vỏ zin là vỏ Michelin luôn nha quý anh chị, đi rất là thể thao cá tính nha. Xe thì mang biển số 65 ở Cần Thơ, thì bên em sẽ hỗ trợ rút gốc sang toàn quốc. Quý anh chị yên tâm về hồ sơ pháp lý nha. Đấy. Tất cả các xe bên em bán ra đều cam kết chất lượng tuyệt đối bằng văn bản giấy tờ cho quý anh chị nha. Rồi. Civic này bữa hôm trước thì bên em về một con thì bán liền, thì quý anh chị xem được video này alo cho em Đức sớm nha. Đấy. Hỗ trợ giao xe tặng nhà, hỗ trợ vay góp ngân hàng, trao đổi xe, thu mua xe cũ luôn, đầy đủ luôn. Cứ có xe muốn bán hay là alo cho em Đức nha, thì cho cứ comment trao đổi quý anh chị. Đấy, tùy bên em có nhiều xe từ 7 chỗ 5 chỗ, bán tải gầm cao gầm thấp, máy xăng máy dầu, đầy đủ luôn, trên 40 đầu xe để quý anh chị lựa chọn. Cứ alo cho em Đức sẽ hỗ trợ cho quý anh chị. Còn xe đi lướt đi liền. Đấy. Gửi video hình ảnh chi tiết qua Zalo đầy đủ đến tay quý anh chị nha. Rồi. Nhớ cho em xin một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ của quý anh chị nha. Bye bye.